Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video mới nhất của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau quay lại trong homestyle nha mọi người. Vì ở đây có bốn cái địa điểm mà xuất hiện được con côn trùng hiếm, là con bướm nữ hoàng nha mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ vào đây test thử nhân phẩm của mình xem có gặp được con này không. Thì đầu tiên đang ở chỗ quần bột hoa, ở chỗ ngay cái chỗ trạm mà trạm cứu hỏa của chỗ homestyle mọi người. Đây có một con bướm đen này, bướm phương vương miện nha mọi người. Bướm phượng nha. Wow, khởi đầu này may mắn quá, vừa ấy vừa đã được con vương miện rồi. Còn con này là con chuột chuẩn ớt nha mọi người. Chuột chuẩn ớt này thì không nhầm thì mình bắt phun rồi, mình đã bắt phun được cả hai con rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mình chủ yếu vào đây là săn con bướm nữ phượng hoàng thôi. Bướm nữ hoàng chứ, bướm nữ hoàng là đúng. Ok, thì ngày hôm nay mình bắt con bướm nữ hoàng nha. Ôi vừa thỏng luôn này. Ôi, con chuột chuột xanh rồi mọi người. Thì ở trong này bốn cái vị trí này thì mình đã giới thiệu mọi người rồi ấy, ở trong một cái video trước đây rồi. Thì bốn cái vị trí này xuất hiện khá nhiều loại côn trùng hiếm luôn, và ở đây mới có thôi mọi người, và cái tỷ lệ ra đây khá là cao luôn nha. Nếu mọi người tranh thủ vào trong này đi săn thì cũng sẽ gặp rất nhiều luôn đấy. Đôi con chuột chuột xanh thì mình căn mình vợt nha mọi người. Loại này thì nó bay liên tục ấy, khó vợt lắm, và hên xui nữa. Hôm trước mình gặp một lần mọi người, mà mình đi rất chậm mà không hiểu sao vẫn bay mất luôn. Mà hôm trước mình đi cực kỳ chậm đây mọi người, đi như này cực kỳ chậm luôn đấy. Thế mà hôm trước vẫn bị bay mất, không hiểu vì lý do gì. Đây mình vừa thử nè. Ui, cái cạnh mà vượt mít chứ. Tiếc thế, bay mất rồi. Ui mọi người, vừa nói này mọi người, mình ra ngoài chỗ gần cái cầu ấy, thì có một con bướm nữ hoàng đây nha, đây mọi người thấy không? Rồi, và một con chuột chuột xanh nữa. Khả năng ngày hôm nay đang là cái giờ mà ra được bướm nước hỏa. Ui, sao nhỉ mọi người nhỉ? Tốt là mình đi chậm nhé, mà sao nó vẫn bị bay nhỉ? Mình đi cực kỳ chậm luôn đấy, hay bị lỗi nhỉ? Xui thật sự ấy. Đây lần thứ hai mình gặp con này nha. Hôm trước mình có một lần cũng gặp đây. Đây mọi người, lại con thứ ba đây nhá. À quên, con thứ hai của ngày hôm nay nha. À đây lần thứ ba mình gặp con này luôn đấy. Để mình đi từ ngoài này vào đi cực kỳ chậm xem nào. Mới gặp mãi xui thật sự luôn ấy, mình chưa kịp vợt mà nó đã bay rồi, đi rất chậm luôn. Khả năng bây giờ đang là cái giờ mà xuất hiện của loài này mọi người, côn trùng này luôn ấy. Thì mọi người có thể vào trong này săn nha. Mình thấy thì xuất hiện ở trong này khá là nhiều luôn ấy, ở trong chỗ hometown này. Từ từ mình kiếp tận xem nào nha. Xui thật sự, còn lúc nãy bắt xịt chứ, à chưa kịp bắt bay mất chứ. Xui thế nhỉ. Người đầu tưởng ngày hôm nay tốt ai ngờ ấy, vừa đi gần lại bay nha mọi người. Đây vừa bay xong lại xuất hiện luôn bên cạnh này, bị lỗi à? Vừa mới bay xong bên lại xuất hiện bên cạnh à? Không hiểu. Từ để mình thử sẽ bắt được không nào. Cứ đi đến gần là nó bay, mà mình đi cực kỳ chậm luôn đấy, mà không hiểu vì lý do gì luôn. Nếu bạn nào mà bị giống mình thì nhớ comment phía dưới nha. Xui thật sự. Gặp con này lần thứ ba rồi, con này con lần thứ ba rồi ngày hôm nay rồi đấy, mà không biết bắt được không, không biết là hết video ngày hôm nay có thể bắt được con này không nữa. Đây lần đầu, ui xui vậy, cái ô tô căn mãi gần rồi thì nó cái ô tô hút đi ạ. Xui thế nhở, kia mọi người lại ra nha, bay đi xong lại ra, đây mọi người thấy không, lại xuất hiện đây rồi. Xui thế nhở. Từ nào, gần sát lắm rồi mọi người, từ từ mình vào xem đâu nào. Cực kỳ sát luôn rồi. Mà nó không chịu dừng để mình vợt cơ. Xui thế. Đây mọi người, gần lắm rồi, ấy. Đi như thằng nha, cứ đến gần đâu là nó bay. Không bị lỗi gì mọi người, đây lại xuất hiện luôn. Bay đi mà lại xuất hiện ở đây luôn nha. Không hiểu là game bị lỗi hay là do ngày hay xui nhỉ. Cứ đến gần một là bay, mình đi cực kỳ chậm luôn đấy. Mà ngày mới đặt mục tiêu đi săn mà mãi ra thì rồi nhưng mà không bắt được. Cái cú thật sự luôn. Để gần lắm mọi người. Vợt, ấy. Thế luôn. Lỗi sao mọi người ạ? Lỗi sao ấy? Chứ không phải do mình bắt được đâu. Xui thế nhỉ?
Đây mọi người, mình chạy ra ngoài này thì lại gặp tiếp luôn đấy. Lại gặp con này đây luôn, lại xuất hiện luôn. Và không biết được bắt được không đây. Từ để mình đi chậm lại xem như nào. Đấy mọi người thấy không? Chạy gần cực kỳ chậm rồi mà đến lại bay mất. Không hiểu về lỗi gì ạ. Góc kia có con cào cào mọi người. Cào cào chơi chấu gì đấy, bắt nốt này nhé. Chắc là video này mình sẽ tạm dừng đây thôi. Từ nãy giờ xuất hiện bao nhiêu lần mà bắt không được mọi người. Xui quá. Thôi mình xin dừng video ngày hôm nay nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Bye bye, chào mọi người.